Thank you.
bánh mình tinh với trà tỏi hành đây. Bánh ăn rồi con. Mẹ cái này là cái gì mà cái chè bình tinh con, chè này hồi nhỏ mà ông ăn lắm, ăn thơm. Ăn đi, mẹ lấy trà cho ăn nhá. Ăn nó béo. Cái này hồi nhỏ bà nội nấu, bà ngoại nấu mà mẹ nó ngon lắm. Nên mẹ được ăn một bát. Này, bánh mình tinh nè. Ăn hết mẹ lấy cho nha. Dạ. Hôm nay mình tin được mùa, được cũ. Hôm nay cho con đi hái đấy. Lần này cô đi đào củ bình tinh mẹ nha. Dạ. Năm nay củ to. Thằng lấy bánh ăn con.